Hey, xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong bản đồ ăn số 17, bản đồ ăn comeback với quay trở lại với nhịp sống bình thường. Các bạn thân mến, ngày hôm nay đã là mùng 6 Tết rồi và là một ngày mà chúng ta phải quay trở lại với nhịp sống, với công việc, với việc học tập. Tuy nhiên mình tin là có một thứ vẫn tồn tại và vẫn chưa thay đổi, đó chính là đồ ăn ở trong tủ lạnh sau Tết. Và ngày hôm nay các bạn đừng lo vì bản đồ ăn số 17 sẽ giúp các bạn giải quyết những đồ ăn thừa còn lại trong tủ lạnh sau Tết. Với vô số các món ăn còn lại sau ngày Tết như là thịt gà, giò, tôm, trứng, thịt, các loại thì không ít người cảm thấy phát hoảng. Tuy nhiên đó lại chính là những nguyên liệu để làm nên một món ăn bao ngon, bảo đã miệng mà lại không hề ngấy, đó chính là bún thang. Món ăn với nhiều nguyên liệu và đủ mùi vị nhưng vẫn mang lại cảm giác thanh thanh đầy tinh tế của ẩm thực Hà Thành. Trứng tráng mỏng thái chỉ, gà xé nhỏ, giò lụa thái sợi, rau răm, nấm hương, củ cải ngâm, nước dùng trong và ngọt thơm, đậm đà vị của tôm tràn đều lên bát bún nhỏ xinh vừa ăn ngon tuyệt. Một cách biến tấu khác của gà chính là món khô gà xé cay gây sốt với hương vị cay cay, ngọt ngọt, thơm lừng mùi lá chanh. Và với nguyên liệu chính là gà, một phần không hề thiếu trong ngày Tết thì chúng ta dễ dàng cho ra lò món gà khô siêu ngon rồi. Nếu bạn là fan của bánh chưng nhưng đã qua ngán với những chiếc bánh chưng truyền thống thì bánh chưng rán bọc khoai sẽ là một làn gió mới đầy thú vị. Thử tưởng tượng xem, bánh chưng dẻo mềm cùng với lớp khoai lang bọc vừa ngọt vừa giòn. Mình thì sẽ nghiên cứu cách làm món ăn này ngay và mang đến cho các bạn sớm nhất trên hôm nay ăn gì nhé. Hãy cùng chờ xem. Và cuối cùng là các món cuốn. Các món cuốn thì đã khỏi bàn về độ thanh mát giải ngấy rồi. Chưa kể nguyên liệu và cách làm cũng đơn giản cực kỳ. Với mục đích chính là tận dụng các món ăn còn thừa sau ngày Tết thì nguyên liệu không cố định và tùy theo từng gia đình. Thông thường thì nguyên liệu sẽ khá giống với món bún thang nhưng được cuốn thành từng miếng nhỏ, gồm có bánh đa nem, rau sống, bún sợi nhỏ, nem chua thái chỉ, giò thái chỉ, tôm thịt luộc thái chỉ và chấm cùng với nước mắm chua ngọt cho thêm tỏi và ớt. Còn nếu tủ lạnh còn khá khá thịt bò thì sao chúng ta không thử làm món phở cuốn cũng ngon cực kỳ nhở? Rồi, vậy là chúng ta có thể yên tâm để giải quyết những thứ đồ ăn còn lại sau Tết ở trong tủ lạnh. Tuy nhiên nếu như các bạn đã quá chán với những thứ đồ ăn đó rồi và cần tìm cái gì đó để thanh lọc cơ thể, để detox lại cơ thể sao cho thật là khỏe mạnh và healthy thì bây giờ hãy về với đội của bản đồ ăn và hạnh chi. Chanh không chỉ giúp làm sạch dạ dày mà còn là thức uống giảm cân hiệu quả. Uống một ly nước mật ong ấm với vài giọt chanh khi dạ dày trống rỗng vào mỗi buổi sáng giúp cơ thể thải độc tố tích tụ. Nó cũng giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy calo suốt cả ngày. Còn nếu quá chán ngán với canh măng, canh bóng và muốn tìm kiếm một món rau luộc thì đừng quên rau bắp cải. Bắp cải cùng với các loại rau như là cải xoăn, rau cải xanh rất giàu chất hóa học thực vật được gọi là glucosinolat. Trong cơ thể, glucosinolat được chuyển hóa thành hợp chất tăng cường enzyme thanh lọc và giúp loại bỏ các chất gây ung thư khỏi cơ thể. Vì thế, các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều rau họ cải có thể giúp phòng chống vài loại bệnh ung thư. Và ngoài ra thì bắp cải còn có tác dụng giảm cân nữa đấy. Thiếu nước không chỉ làm bạn cảm thấy khó chịu, nó còn làm chậm sự trao đổi chất và khiến bạn cảm thấy đói hơn, do đó bạn sẽ ăn nhiều hơn. Bạn cần ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều nước như là hoa quả tự nhiên, chúng giúp kích thích sản xuất nước tiểu, loại bỏ chất độc và giúp thận khỏe hơn. Đó, tiện nói về những loại quả mọng nước nhiều nước thì mình chợt nghĩ tới một loại quả, đó chính là quả dưa hấu. Nhưng mà thời gian gần đây thì đặc biệt là ở Hà Nội đang phát sốt với những quả dưa hấu rất kỳ lạ, bởi vì chúng chỉ có kích thước bằng quả đấm này, tức là nắm tay ấy thôi, và ngoài ra thì hương vị của chúng cũng rất là lạ nữa. Hãy cùng tìm hiểu xem là những trái dưa hấu tí hon đó có điều gì đặc biệt nhé. Vườn dưa hấu có tên là Pepino của anh Nguyễn Định ở Đà Lạt, Lâm Đồng thu về gần 4 tấn quả. Đây cũng là nơi du khách ghé thăm hàng ngày. Điểm đặc biệt của loại dưa này là tùy theo từng giai đoạn sẽ mang hương vị của 10 loại trái cây khác nhau. Đó là vị chuối, vị mít, vị ổi, xoài, kiwi, dưa lưới, dưa lê, dưa hấu, măng cụt và lê. Tức là ở mỗi giai đoạn lớn lên và trưởng thành của cây thì loại quả này sẽ mang một hương vị quả khác nhau. Với hình dáng lạ mắt cùng với hương vị thơm mát thì dưa Pepino Đà Lạt đang có giá dao động khoảng từ 70 đến 80 nghìn một kg. Và dưa Pepino thì rất dễ bị dập nên phải bao bọc xốp ngay khi vừa hái khỏi dây, sau đó mới vận chuyển được. Loại quả kỳ lạ này thì đã xuất hiện trên thị trường từ năm 2016, nhưng đến năm nay thì người dân thủ đô mới phát cuồng, bởi ngay từ đầu mùa thì dưa Pepino Đà Lạt đã được bày bán tràn ngập thị trường, chứ không như năm trước chỉ được bày bán tại một vài cửa hàng nhất định. Hiện tại thì chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy loại dưa này ở hệ thống siêu thị Vivimart và rất nhiều cửa hàng hoa quả tư nhân khác như là ở Tây Sơn, Đống Đa. Và đó là những thông tin mà mình muốn mang đến cho các bạn trong bản đồ ăn số 17, bản đồ ăn comeback lại cuộc sống bình thường. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn với những ai mà đang phát ngấy sau Tết hay là những ai đang muốn thanh lọc cơ thể. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số bản đồ ăn tiếp theo. Bye bye!